Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Sika sẽ chia sẻ cho các bạn 5 câu nói trong luật hấp dẫn. 5 câu nói phép màu sẽ giúp cho các bạn ứng dụng luật hấp dẫn, vượt qua bất kỳ một trở ngại nào, một thử thách nào, một khó khăn nào, một vấn đề nào trong cuộc sống. Câu số 1 đó là không sao cả. Khi các bạn đã gặp tình huống mà các bạn không biết mình phải xử lý ra làm sao, phải xử lý thế nào, và các bạn đang bị bối rối, và các bạn hãy nói với bản thân mình: không sao cả, không sao cả, không sao cả. Có nghĩa là không có gì to tát hết. Và câu số 2, tất cả mọi thứ được sắp xếp theo một cái trật tự linh thiêng. Câu số 3, sự việc này đến giúp tôi thành công hơn mà thôi. Các bạn biết, mọi thứ mà đến chỉ giúp cho mình thành công và đạt được cái mục tiêu của mình, có thể các bạn nhìn thấy đó là một cái trở ngại, một cái khó khăn. Nhưng khi các bạn vượt qua được trở ngại khó khăn đó là cái con đường thành công rất rộng mở phía trước. Các bạn biết khả năng của mình giỏi như thế nào. Nếu các bạn không vượt qua được cái trở ngại thử thách đó thì nó sẽ như thế nào? Thử thách chỉ có tô luyện lên cái giá trị hiện tại trong mỗi con người chúng ta mà thôi. Câu số 4, ngay bây giờ, ngay lúc này, điều mong muốn là những điều mà các bạn đang mong muốn về sự kiện sự việc đó, các bạn hãy nói ra thật chi tiết. Câu số 5, lúc này, ngay bây giờ, tiềm thức và vũ trụ gửi cho tôi bất kỳ một nguồn lực nào, bất kỳ một ý tưởng nào tốt nhất, nhanh nhất và dễ dàng nhất để tôi thực hiện cái điều mà các bạn đang mong muốn. Hãy nói ra cái điều các bạn muốn. Các bạn ạ, hãy nói chi tiết và rõ ràng cái điều mà mình mong muốn. Và hãy tin tưởng và tiếp tục hành động cái công việc của mình. Sika đảm bảo với các bạn rằng là khi các bạn hành động liên tục thì cái nguồn lực sẽ dư dả để cho các bạn thực hiện cái mục tiêu của mình một cho tới ngày, cái giờ phút cuối cùng, và thành công một cách xuất sắc nhất. Cảm ơn các bạn đã nghe hết video của Sika. Thấy video của Sika giúp ích trong cuộc sống của các bạn thì hãy follow, like video của Sika nhé, để đón nhận những cái video giá trị tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.